Phương Thúy xin chào quý vị và các bạn đang cùng đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục trên kênh Tin Mới. Chương trình ngày hôm nay của chúng tôi có những nội dung đáng chú ý nào? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Theo tờ Nhân dân Nhật Báo, vào cuối tháng trước giới chức Trung Quốc bắt đầu cho đập Tam Hiệp mở hai cổng xả nước và đây là lần đầu tiên đập này xả lũ trong năm nay nhằm ngăn chặn các nguy cơ gây ra lũ lụt. Tam Hiệp là đập thủy điện lớn nhất thế giới. Xây trên sông Trường Giang, đoạn chảy qua thị trấn Tam Đầu Bình, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc. Theo Nhân dân Nhật Báo, việc mở hai cổng xả nước nhằm giảm áp lực nước từ lượng mưa lớn ở thượng nguồn sông Trường Giang và đảm bảo hồ chứa đập Tam Hiệp có đủ khả năng ngăn lũ. Trước đó, mực nước ở hồ chứa đập Tam Hiệp lên tới 149m, cao hơn mức cảnh báo lũ tới 4m, dẫn tới tin đồn rằng đập này đang biến dạng và người dân nên sơ tán. Tuy nhiên, theo Hoàn Cầu Thời Báo, nhà nghiên cứu Quách Tấn thuộc Viện Nghiên cứu Địa chấn Trung Quốc bác bỏ tin đồn, khẳng định đập Tam Hiệp có thể chứa được lượng vào lớn hơn nhiều so với lượng nước hiện nay. Nhiều phụ lưu ở thượng nguồn đập Tam Hiệp đang trải qua đợt lũ tồi tệ nhất, trong đó có sông Tiểu Kim Xuyên ở tỉnh Tứ Xuyên. Lũ lụt tại thành phố Trùng Khánh ở thượng nguồn đập Tam Hiệp đạt mức kỷ lục từ năm 1940 trở lại đây. Theo Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc, đợt mưa lũ với cường độ bất thường ở nước này từ đầu tháng trước đã khiến cho ít nhất 87 người thiệt mạng, gần 15.000 người tại 26 tỉnh bị ảnh hưởng, trong đó có 864.000 người phải sơ tán tính đến cuối tháng trước. Ngoài ra, hơn 8.400 ngôi nhà đổ sập và 105.000 ngôi nhà khác bị thiệt hại, với tổng mức thiệt hại kinh tế là 4,13 tỷ đô la Mỹ. Theo Reuters, Cục Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo các tỉnh miền Trung và miền Đông sẽ có mưa lớn trong tuần này, trong đó một số nơi có lượng mưa từ 50-80mm mỗi giờ. Liên quan đến tình hình mưa lũ tại Trung Quốc được cho là thảm họa thời tiết, khi nước này vừa phải đối mặt thêm với tình trạng nắng nóng khắc nghiệt, cũng như hạn hán tại nhiều vùng khác nhau. Cụ thể, tính đến chiều ngày thứ hai vừa qua theo giờ địa phương, số người thiệt mạng do lũ quét ở tỉnh Thanh Hải, Tây Bắc nước này đã tăng lên 31 người, trong khi 8 người khác vẫn mất tích. Theo Cơ quan ứng phó khẩn cấp thảm họa thiên nhiên của tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc, mưa lớn bắt đầu xối xả chút xuống khu vực này từ 22h45 ngày thứ Bảy theo giờ địa phương, gây ra lũ quét, sạt lở đất và làm thay đổi dòng chảy của một con sông tại địa phương. Lũ quét cũng khiến hơn 6.500 cư dân của 7 ngôi làng thuộc huyện Đại Thông bị ảnh hưởng. Trước đó, lực lượng chức năng đã giải cứu được 28 người bị mất tích do mưa lũ. Bên cạnh đó, hệ thống điện và viễn thông tại các khu vực bị ảnh hưởng đã được hồi phục, trong khi cầu đường đã được nối lại. Được biết, đây là đợt nắng nóng và hạn hán nghiêm trọng nhất kể từ khi Trung Quốc bắt đầu ghi chép về các hiện tượng thời tiết cực đoan này cách đây 60 năm. Thưa quý vị, trải dài cùng dòng lịch sử hàng ngàn năm từ Trung Hoa cổ đại đến hiện đại, sông Trường Giang là mạch nước nuôi sống hàng triệu người trên lưu vực con sông dài thứ ba thế giới này. Nhưng cũng như bao con sông khác, sông Trường Giang không chỉ có những ngày nước xuôi dòng êm đềm với phong cảnh nên thơ hữu tình. Sự khắc nghiệt của con sông này trong mùa mưa lũ cũng đã khiến cho hàng triệu người khốn khổ và cướp đi nhiều sinh mạng. Vậy trước khi đe dọa đến bức trường thành đập Tam Hiệp sau những ngày mưa lớn bất thường vừa qua, những trận lũ trên sông Trường Giang từng gây ra những thảm họa kinh hoàng nào trong lịch sử? Trận lũ lụt Giang Tô, An Huy năm 1911. Trận lũ lụt năm 1911 là một trong những sự kiện thảm khốc nhất trong số các trận lũ ở Trung Quốc, gây thiệt hại nặng nề cho miền Trung và miền Đông nước này. Trong đó, tỉnh Giang Tô và An Huy là hai nơi chịu tổn thất nặng nề nhất. Trận lũ Giang Tô, An Huy đã lấy đi khoảng 100.000 sinh mạng. Bên cạnh đó, khoảng triệu mét vuông đất bị ngập. Chưa dừng lại ở đó, nạn đói hoành hành kéo dài đến năm 1912 trên những vùng chịu ảnh hưởng của trận lũ. Mùa vụ ở hai tỉnh Giang Tô và An Huy bị thất thoát trong thời gian dài. Vào đầu năm 1912, ước tính số người chịu nạn đói cần được cứu trợ là từ 2,5 đến 3 triệu người. Trận lũ lụt sông Hoàng Hà năm 1931, dù được gọi với cái tên Hoàng Hà, những lũ lụt kinh hoàng năm 1931 xảy ra ở trên ba con sông gồm sông Hoàng Hà, sông Trường Giang và sông Hoài. Trận lũ lụt này được xem là một trong những thảm họa thiên nhiên chết người nhiều nhất của thế kỷ 20. Lũ lụt Hoàng Hà xảy ra là do bão tuyết vào mùa đông của năm trước đó khiến băng tan. Thêm vào đó là mưa lớn vào tháng 7 và tháng 8 năm 1931. Đặc biệt, tháng 7 năm 1931 có 9 cơn lốc xoáy đã xảy ra. Giai đoạn tháng 7 vào tháng 8 năm 1931 là giai đoạn tồi tệ nhất, khi lượng mưa lên đến 600mm trong tháng. Lũ lụt năm 1991 khiến ít nhất khoảng 145.000 người thiệt mạng. Ngoài ra, thiệt hại kinh tế trầm trọng sau lũ gây ảnh hưởng đến khoảng 28,5 triệu người dân ở lưu vực các con sông. Lũ lụt năm 1935, khi hậu quả của trận lũ lụt năm 1931 chưa được khắc phục hoàn toàn, thì vào năm 1935 sông Trường Giang lại mang đến một trận lụt tồi tệ, đứng thứ 5 trong số những trận lụt thảm họa nhất từng xảy ra đến thời điểm đó. Vào mùa hè năm 1935, lũ lụt ập đến sau mưa lớn kéo dài suốt mùa hè,
trong khi cơ sở hạ tầng cứu trợ lũ lụt vẫn chưa được hoàn thiện. Lũ sông Trường Giang chủ yếu ảnh hưởng đến các tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, An Huy, Giang Tô và Chiết Giang. Tất cả đều nằm ở chung đến hạ lưu của dòng sông. Số người thiệt mạng trong trận lũ này vào khoảng 142.000 người và khiến cho hàng triệu người phải di tản. Trận lũ này làm ảnh hưởng đến khoảng 1,5 triệu hectare đất nông nghiệp, rối loạn xã hội. Đói nghèo và dịch bệnh là những gì kéo theo sau trận lũ năm 1935, lũ lụt năm 1954. Suốt tháng 6 đến tháng 9 năm 1954, lũ sông Trường Giang không đơn thuần là một cơn lũ, mà là các trận lũ thảm khốc xảy ra liên tiếp, chủ yếu ở tỉnh Hồ Bắc, vẫn là do lượng mưa lớn vào mùa mưa kéo dài một cách bất thường. Ước tính số người chết trong trận lũ lụt này khoảng 33.000 người, bao gồm cả những người chết vì bệnh dịch hạch do trận lũ để lại. Năm 1969, một tượng đài lớn bằng đá đã mô phỏng lại hình ảnh chống chọi với thiên tai, được dựng lên ở Vũ Hán để ghi nhớ công sức chống lũ của người dân thành phố này năm 1954. Lũ lụt năm 1998. Lũ lụt sông Trường Giang năm 1998 diễn ra trên các con sông Nam Thâm, sông Tùng Hoa và sông Châu Giang. Trận lụt xảy ra vào khoảng tháng 6 đến tháng 9. Thời điểm này, những cơn mưa xối xả bất thường diễn ra đã dẫn tới lũ lụt, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là những khu vực trũng như ở Hồ Bắc và Hồ Nam. Đây được xem là trận lũ tồi tệ nhất miền Bắc Trung Quốc trong suốt 40 năm, gây thiệt hại kinh tế lên đến 24 tỷ đô la Mỹ. Dù vào giai đoạn cuối lượng nước lắng xuống nhưng các trận mưa lớn sau đó làm cho nước dâng cao, gây vỡ các công đê và kéo theo thiệt hại người và của nặng nề. Lũ lụt năm 1998 khiến cho gần 4.000 người chết, 15 triệu người vô gia cư. Một báo cáo khác cho biết số người tử vong có thể vượt mức 4.000 người, khoảng 180 triệu người bị ảnh hưởng. Người dân trong lưu vực rộng khoảng 100.000 km2 phải di tản và hơn 13.000 nhà cửa bị phá hoại. Trước những trận lũ kinh hoàng trong quá khứ, rất nhiều người lo lắng cho lá chắn đập Tam Hiệp vì lượng nước trong đập tăng cao kèm thêm đợt mưa lũ từ hồi đầu tháng trước. Vào ngày đầu tháng này, sông Trường Giang vừa hứng đỉnh lũ đầu tiên trong năm nay. Theo đó, đập Tam Hiệp cũng đã hứng dòng nước lũ đạt đỉnh với lưu lượng lên tới 55.000 mét khối trên giây vào lúc 14 giờ cùng ngày theo giờ địa phương và đã phải mở 3 cổng xả lũ. Thưa quý vị, đây là khoảnh khắc nước lũ gây vỡ đập ở phía tây bắc Trung Quốc. Bộ Thủy lợi Trung Quốc hôm Chủ nhật xác nhận hai con đập ở thành phố Hồ Luân Bối Nhĩ khu vực Nội Mông đã vỡ sau trận mưa xối xả, cho thấy nguy cơ rất lớn trong mùa mưa lũ vì cơ sở hạ tầng cũ kỹ. Hai con đập đã vỡ trong chiều thứ bảy. Hồ chứa khổng lồ do hai con đập này tạo nên có sức chứa lên đến 46 triệu mét khối nước. Cư dân ở hạ lưu đã được sơ tán và không có thương vong về người. Cũng theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, cuối tuần qua lượng nước mưa trung bình ở khu vực có hai con đập là 87mm, còn tại trạm giám sát Morinja A là 223mm. Chính quyền Hồ Luân Bối Nhĩ cho biết có khoảng 16.660 người bị ảnh hưởng, khoảng 53.807 mẫu ruộng đất bị chìm trong nước lũ, nhiều cây cầu và công trình giao thông khác bị phá hủy. Trung Quốc có hơn 98.000 hồ chứa được sử dụng để điều tiết lũ lụt, tạo ra điện và hỗ trợ vận chuyển. Chính phủ Trung Quốc thừa nhận hơn 80 trong số đó có tuổi đời từ 4 thập niên trở lên và một số gây rủi ro về an toàn. Ông Wei Hanhong, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, việc thiếu tiền đầu tư đồng nghĩa với việc 1/3 số hồ chứa chưa hoàn tất quá trình đảm bảo an toàn bắt buộc. Trong vài tuần qua, thiên tai đã đổ xuống nhiều khu vực trên khắp thế giới như lũ lụt ở châu Âu, nhiệt độ cao ở Bắc Mỹ, gây lo ngại về nạn biến đổi khí hậu. Kính thưa quý vị khán giả, lũ lụt bởi mưa lớn ở cả hai khu vực phía Bắc và phía Nam Trung Quốc khiến hơn 110 người thiệt mạng, phá hủy hoàn toàn khu vực đất nông nghiệp. Theo báo cáo của các quan chức Trung Quốc, ba tỉnh phía Đông Bắc của Trung Quốc bao gồm Hắc Long Giang, Cát Lâm và Liêu Ninh chịu ảnh hưởng nặng nhất của lũ lụt với 995 người thiệt mạng và 120 người khác được báo cáo mất tích tính đến ngày hôm qua. Tổng cộng có khoảng 38 triệu người dân Trung Quốc trong khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Trận lụt được mô tả là tồi tệ nhất trong hơn 50 năm qua tại tỉnh Liêu Ninh. Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã cho biết, hơn 877.000 hectare đất nông nghiệp trong khu vực bị phá hủy hoàn toàn. Nhiều khu vực trong thành phố bị ngập nặng, nước tràn vào khiến các tuyến đường trông giống như những con sông. Hơn 877.000 hectare đất nông nghiệp trong khu vực bị ngập, Tân Hoa Xã cho biết, quân đội nhân dân Trung Quốc đã được điều động để hỗ trợ công tác cứu hộ. Ở phía Nam Trung Quốc, lượng mưa lớn do hoàn lưu của cơn bão Uto đổ bộ vào tuần trước đã khiến 22 thiệt mạng và gây thiệt hại vào khoảng 8,6 tỷ nhân dân tệ, khoảng 1,4 tỷ đô la. Hầu hết hệ thống đê ở Quảng Đông bị vỡ, nước tràn vào nhiều ngôi nhà ở vùng thấp khiến 10 người thiệt mạng. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Vào sáng ngày hôm qua, cơn bão có sức tàn phá khủng khiếp tính từ đầu năm đến nay đang quét qua và tàn phá đảo Hải Nam cùng các tỉnh thành khác của nước này, gây ra một cảnh tượng hoang tàn đổ nát khi cơn bão đi qua đã và đang tiếp tục làm thiệt mạng hơn 130 người cùng thiệt hại vô số tài sản của nhà nước và người dân mà chưa thể thống kê hết được. Đặc biệt, trong cơn cuồng phong của bão lần này, một căn cứ quân sự của Trung Quốc trên đảo Hải Nam với nhiều loại vũ khí, trang thiết bị, khí tải quân sự đã bị thổi bay, khiến hàng trăm binh sĩ tại đây thiệt mạng. Dư luận cho rằng coi như là ông trời đang giúp các nước mà Trung Quốc đang chuẩn bị tấn công như Đài Loan, Việt Nam tiêu diệt khí tài, quân tư trang của nước này. Vậy diễn biến của siêu bão số 6 diễn ra như thế nào? Mời quý vị khán thính giả lắng nghe bản tin nóng cập nhật mới nhất của chúng tôi. Kính thưa quý vị, theo tin tức dự báo thời tiết cập nhật lúc 1 giờ sáng của phía Hải quân Mỹ, cơn bão Nessat đã đạt trạng thái siêu bão với sức gió mạnh nhất đạt 220 km/h, gió giật mạnh 269 km/h. Bão di chuyển rất nhanh với tốc độ 10 km/h theo hướng Tây Bắc. Như vậy, tính đến 1 giờ sáng ngày hôm nay, siêu bão số 6 trở thành siêu bão cấp 4 theo thang đo có bão của phương Tây. Các chuyên gia thời tiết Ian Weather nhận định rằng Nessat là cơn bão mạnh nhất trong năm 2022 tại khu vực Thái Bình Dương. Theo Trung tâm Cảnh báo bão Liên hiệp Hoa Kỳ, vào thời điểm sáng ngày 17 tháng 10 vừa qua, sức mạnh của bão số 6 tương đương với siêu bão cấp 5, thực hành gió bão phương Tây, cơn bão đó đã trở lại tương đương với siêu bão cấp 4 và bắt đầu quay ngược trở lại siêu bão cấp 5. Theo các chuyên gia nhận định vào một cơn bão lớn, hiện các nhà khí tượng của Weather cảnh báo rằng cơn bão mạnh này có thể mang đến những tác động nguy hiểm trong miền đông Trung Quốc. Cơn bão số 6 được đặt tên theo phía Philippines, sau đó đi vào khu vực cơ quan quản lý dịch vụ khí quyển địa vật lý và thiên văn Philippines theo dõi. Cơn bão bắt đầu tấn công Philippines vào cuối ngày hôm qua khi các dải mây mưa bên ngoài tiếp đến. Theo các nhà chức trách cho hay, bão số 6 được dự báo sẽ hướng về Trung Quốc và quét qua miền Nam Trung Quốc vào giữa tuần này. Và đúng vào lúc 2 giờ sáng hôm nay, siêu bão số 6 với sức gió cấp 5 tương đương gần 271 km/h, mạnh nhất trong vòng 12 năm qua, đã quét qua đảo Hải Nam Phúc Kiến và đang nhấn chìm thành phố Tam Á Hạ Môn ở hai khu vực này. Bão lớn gây lũ lụt khiến cho hàng chục nghìn người dân phải rời bỏ nhà cửa và di rời đến nơi cao hơn để trú ẩn. Nhà chính sách địa phương vẫn liên tiếp nhận được những cuộc gọi khẩn cấp yêu cầu trợ giúp. Chính quyền đảo Hải Nam đã liên lạc với một số lãnh đạo các tỉnh như Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, tạo điều kiện cho tàu bè của Trung Quốc tạm thời vào cảng trú ngụ. Theo thông tin từ Công an phòng chống lụt bão của chính quyền Trung Quốc, thành phố Tam Á và Hạ Môn là hai nơi được cho là bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Hơn 1.000 người đã được giải cứu, số máy khẩn cấp tiếp nhận hơn 2.000 cuộc gọi chờ cứu hộ và con số chắc chắn còn tăng. Giám đốc Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung ương cho biết, chính quyền Trung Quốc đang lên kế hoạch ứng phó trên diện rộng và công tác khắc phục hậu quả thảm họa này có thể mất nhiều tháng. Chủ tịch đảo Hải Nam và thành phố Hạ Môn Phúc Kiến cho hay, trận bão là một tin xấu và ngày càng xấu thêm. Chúng tôi đo được lượng mưa những ngày qua không phải bằng in mà bằng feet. Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Trung Quốc, cơn bão số 6 gây ra lũ lụt thảm khốc ở đảo Hải Nam, Phúc Kiến và nhiều tỉnh thành khác như Chiết Giang, Giang Đông và tình trạng nhiều khả năng sẽ còn trầm trọng hơn nữa. Hệ thống đường dây cứu hộ khẩn cấp của các thành phố bị ảnh hưởng trở nên quá tải kể từ thời điểm cơn bão đổ bộ. Đừng gọi 911 nếu bạn không ở vào tình thế sống còn. Chúng tôi kêu gọi mọi người không nên hoảng loạn, ông Lâm Biu Biu nhấn mạnh. Chính quyền Trung Quốc đồng thời yêu cầu người dân không nên trốn trên các xếp mà hãy leo lên mái nhà, có những người chui vào các xếp để tránh lũ. Đừng làm như thế, trừ khi bạn có rìu hay vật dụng gì đó trong tay để phá mái nhà và leo lên trên. Đây có lẽ là cơn bão mạnh nhất mà Trung Quốc phải hứng chịu trong vòng 12 năm qua và là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào đảo Hải Nam trong hơn 50 năm. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký ban hành tuyên bố thảm họa quốc gia cho hai khu vực Hải Nam và Phúc Kiến. Theo một số thống kê sơ bộ, tính đến ngày hôm qua, siêu bão số 6 đã làm thiệt mạng hơn 130 người cùng với số tài sản của nhà nước và người dân mà chưa thể thống kê đo đếm hết được. Đặc biệt, trong cơn cuồng phong của siêu bão lần này, một căn cứ quân sự của Trung Quốc trên đảo Hải Nam với nhiều loại vũ khí, trang thiết bị, khí tải quân sự đã bị thổi bay, khiến cho khoảng 200 binh sĩ tại đây thiệt mạng.
Đây là cơn bão gây thương vong lớn nhất tại Trung Quốc kể từ năm 1970. Theo dự đoán, tổng thiệt hại ước tính lên tới 10 tỷ nhân dân tệ. Tất cả chuyến bay đến và đi đã bị hủy tại sân bay thành phố Tam Á Hạ Môn, Kinh Môn nằm trên Hải Nam và Phúc Kiến. Khi mưa và gió từ cơn bão bắt đầu ập xuống khu vực trên, mức độ ảnh hưởng mà cơn bão số 6 có thể gây ra cuối cùng đối với miền Đông Trung Quốc sẽ phụ thuộc vào thời điểm cơn bão kéo về phía Bắc bởi một hệ thống bão phi nhiệt đới ở phía Đông Nhật Bản vào cuối tuần này. Lượng mưa được dự báo sẽ lên tới 200-300mm với hoàn lưu sau bão. Điều này có thể dẫn đến lũ quét, mối đe dọa lở đất trên toàn khu vực, trên toàn bộ phần còn lại. Miền Đông Trung Quốc dự kiến sẽ có mưa 190mm đến 250mm và hơn nữa, gió mạnh có thể gây ảnh hưởng nặng nề đến cơ sở hạ tầng tại nhiều khu vực miền Đông Trung Quốc, thậm chí còn gây ra mất điện trên diện rộng. Siêu bão mà ông trời nhắm vào Trung Quốc giống như một lời cảnh báo nữa cho giới lãnh đạo diều hâu của nước này phải nhìn lại mình ăn năn thức tỉnh trước khi quá muộn. Kính thưa quý vị khán giả, vào ngày hôm qua, đại họa tiếp tục đổ lên đầu Trung Quốc bằng những trận động đất mạnh lên tới 7,9 độ Richter theo mưa, bão, lũ lụt, lũ quét và sạt lở liên tiếp xảy ra trong những ngày vừa qua không ngừng nghỉ, khiến hai nơi được cho là xinh đẹp nhất của Trung Quốc bị cuốn trôi dưới dòng sông Dương Tử. Hàng triệu người dân Trung Quốc tháo chạy sang Việt Nam để lánh nạn. Cụ thể, theo tờ báo CCTV sáng nay đưa tin, trong 2 ngày vừa qua, hai huyện thuộc thành phố Nha An, tỉnh Tứ Xuyên lần lượt xảy ra 3 trận động đất mạnh 6,1 độ Richter, 4,5 độ Richter và 3,2 độ Richter. Hai trận động đất vào ngày hôm qua đã khiến 4 người chết do bị đá văng trúng người và 41 người bị thương. 12.722 người đã được di tản khẩn cấp. Theo tin tức mới nhất, tính đến 9 giờ sáng ngày hôm nay, thành phố Nha An ghi nhận 4 người thiệt mạng và 41 người bị thương do động đất tại huyện Lưu Sơn và Bảo Hân, có một người đang trong tình trạng nguy kịch. Tin tức trước đó cho biết, tính đến 6 giờ sáng cùng ngày, huyện Bảo Hưng có 4 người thiệt mạng, 30 người bị thương, huyện Lương Sơn có 11 người bị thương. Tính đến 5 giờ sáng ngày hôm nay, có 12.722 người đã được di tản khẩn cấp. Trước đó vào sáng ngày hôm qua, Trung tâm Mạng lưới Động đất của Trung Quốc đưa tin vào lúc 7 giờ 48 phút huyện Lưu Sơn tiếp tục xảy ra trận động đất với cường độ 3,2 độ Richter ở 30,39 độ Vĩ Bắc và 102,91 độ Kinh Đông, tiêu chấn sâu 18 km. Chuyên gia nhận định rằng trận động đất 6,1 độ Richter ở Lưu Sơn là di chấn của trận động đất 7,0 độ Richter vào năm 2013. Trước đó vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày, huyện Lưu Sơn cũng xảy ra một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter tại vị trí 30,37 độ Vĩ Bắc, 102,94 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu là 17 km. 3 phút sau, một trận động đất mạnh 4,5 độ Richter xảy ra tại huyện Bảo Hưng với độ sâu chấn tiêu 18 km. Trong cuộc họp báo về trận động đất vào sáng nay, chuyên gia nói rằng trận động đất 6,1 độ Richter ở Lưu Sơn là dư chấn của trận động đất mạnh 7,0 độ Richter xảy ra vào ngày 20 tháng 4 năm 2013, hai tâm chấn cách nhau khoảng 9 km. Thiệt hại sau động đất. Trận động đất 6,1 độ Richter xảy ra vào hôm qua đã làm hư hại nhà cửa một số thị trấn và làng mạc thuộc huyện Lưu Sơn và Bảo Hưng. Sihuanet cho biết vào tối cùng ngày, văn phòng thành ủy Nha An cho hay cả 4 người thiệt mạng đều bị đá văng trúng người. Theo các đoạn video được đăng tải trên Internet, người dân ở huyện Bảo Hưng đã chạy xuống khu đất bằng phẳng để tránh động đất. Khi đó, đá trên núi không ngừng lăn xuống, một số ngôi nhà ở khu vực nông thôn của huyện Lưu Sơn đã bị nứt, một số ô tô đã bị những tảng đá lớn làm hư hỏng nặng. Trận động đất đang nhận được sự chú ý lớn từ cư dân mạng đại lục. Từ 2 ngày qua, các chủ đề liên quan đến đứng đầu danh sách tìm kiếm nóng trên Weibo và Baidu. Ngoài ra, theo số liệu Điện lực Tứ Xuyên công bố, tính đến 9 giờ tối 2 ngày trước đó, trận động đất mạnh 6,1 độ Richter ở Lưu Sơn đã khiến một trạm biến áp 110 kV, 11 trạm biến áp 35 kV, đường dây 110 kV, 4 đường dây 35 kV và 43 đường dây 10 kV ngừng hoạt động. Gần 50.000 hộ dân đang mất điện. Sau trận động đất, tất cả các chuyến tàu tại ga xe lửa Đông Thành Đô đã tạm ngừng hoạt động. Kính thưa quý vị khán giả, vào ngày hôm qua, đại họa tiếp tục đổ lên đầu Trung Quốc khi những trận mưa xối xả ở Nisa gây ra thảm họa. 7 con đường sụp đổ ở Keelung, Thác Nehu, Hugini điên cuồng cuốn trôi những chiếc xe ô tô đang đậu bên đường. Bão Nisat và gió mùa đông bắc đã cùng tồn tại. Hai ngày qua, mưa lớn tiếp tục xảy ra ở nhiều quận và thành phố ở phía đông nam Trung Quốc, bao gồm lũ lụt ở làng Kishuan và các khu vực khác ở Jilan, sự cố sập đường thứ 7 ở Đài Loan và đường
Shen Cheheng ở Taikija bị sụp đổ trên diện rộng. Ngay tại quận Shinji, Đài Bắc đã xảy ra một vụ tai nạn làm nước mưa tràn vào nhà dân. Shinji, thành phố Tân Đài Bắc trở thành khu vực thảm họa và xảy ra sạt lở đất trong biệt thự Era Villa. Những ngôi nhà bị hư hại và một số cư dân đã phải sơ tán. Nền của đường Huoxin 1, quận Quidu, thành phố Keelung liên tục bị sạt lở và khu vực sụp đổ có khả năng sẽ mở rộng. 7 con đường Keelung sụp đổ. Bão Nisat tiếp tục mưa, đường Huoxin 1, quận Quidu, thành phố Keelung bị sạt lở và sỏi đổ vào sáng nay. Và có khả năng vùng bị sạt lở sẽ tiếp tục được mở rộng. Đường nhựa ngày càng mềm hơn nên đường vẫn lún sụt. Hơn 10 hộ gia đình sống tại đây vẫn đang bị mắc kẹt. Ủy viên Hội đồng thành phố Keelung Jang Kheng-gui cho biết, khu vực đường Huoxin bị sập rộng khoảng 10m và sâu 20m do mưa lớn liên tục nên những tảng đá rơi dưới đường tiếp tục sụt xuống. 30m xung quanh có thể sẽ sập bất cứ lúc nào. Tôi hy vọng chính quyền thành phố có thể nhanh chóng giải quyết, ngăn chặn sự sụt lún lan rộng. Bão Nisat và gió mùa đông bắc đã hình thành cùng thời điểm. Hai ngày nay, mưa lớn tiếp tục xảy ra ở nhiều quận và thành phố ở Đài Loan, bao gồm lũ lụt ở làng Kishian và các khu vực khác ở Jilan. Sự cố sập đường thứ 7 ở Đài Loan và đường Shen Cheheng ở Takiba bị sạt lở trên diện rộng. Ngay tại quận Shinji, Đài Bắc đã xảy ra một vụ sạt lở làm nước mưa tràn vào nhà dân. Shinji, thành phố Tân Đài Bắc trở thành khu vực thảm họa và xảy ra sạt lở đất trong biệt thự Aeron Villa. Những ngôi nhà bị hư hại và một số cư dân phải đi sơ tán. Bão Nisat lại tiếp tục gây mưa lớn trên diện rộng khiến đường Huoxin 1, quận Kidu, thành phố Keelung bị sạt lở và sụp đổ vào sáng nay. Nền móng có khả năng là sẽ tiếp tục bị sạt lở mở rộng hơn nữa. Nền móng đường nhựa do đã ngấm đủ nước nên ngày càng mềm hơn. Hơn 10 hộ gia đình sinh sống tại khu vực này đang bị mắc kẹt. Ủy viên Hội đồng thành phố Keelung Jang Geun-yui cho biết khu vực đường Huoxin bị sập rộng khoảng 10m và sâu 20m. Do mưa lớn liên tục trong 2 ngày qua nên những tảng đá rơi dưới đường tiếp tục sụp xuống. 30m xung quanh khu vực này có thể sẽ lại sập xuống bất kỳ lúc nào. Tôi hy vọng chính quyền thành phố có thể nhanh chóng đưa ra phương án khắc phục kịp thời. Nền của đường Huoxin 1 ở quận Kidu, thành phố Keelung liên tục bị sạt lở. Chiếc ô tô đang bị dòng thác bùn vàng tự nhiên ở Nehu, Đài Bắc xối xuống. Bão Nisat mang theo mưa lớn và lũ lụt đã xảy ra ở nhiều nơi ở thành phố Đài Bắc vào ngày hôm qua. Một số cư dân mạng đã đăng một video lên mạng Internet. Một thác bùn màu vàng xuất hiện trong một con hẻm miền núi ở quận Nehu. Nó đã tuôn trào từ một con thác xuống dốc. Một thác nước bùn màu vàng đã xuất hiện trên sườn đồi Nehu ở Đài Bắc và một chiếc ô tô màu trắng đậu bên dưới đã bị cuốn trôi một cách thảm khốc. Đường hầm Khang Lê ở quận Nehu, thành phố Đài Bắc bị sập vào khoảng 4 giờ chiều ngày hôm qua và đất ở trên sườn đồi đổ xuống đã tràn vào đường hầm. Chính quyền thành phố Đài Bắc cho biết rằng do mực nước của suối Nasang Sinfeng lên nhanh dẫn đến thảm cảnh trên. Hiện nay mực nước đã giảm xuống, Sở Tài nguyên nước cũng đã mở cổng đường Nansen Kiao vào lúc 5 giờ 50 phút sáng để cho phép lưu thông. Đường hầm Kangu bị sập do mưa xối xả vào ngày hôm qua, đá và cây rơi xuống làm tắc ngã tư và sáng ngày hôm nay giao thông đã thông suốt. Tại cộng đồng làng núi Piget ở quận Shinji, thành phố Tân Đài Bắc bao gồm làng 3 và 6 của phố Piget. Vào chiều ngày hôm qua đã xảy ra một vụ lở đất, cửa sổ sắt của ban công bị các mảnh vỡ đập vào. Rất may là không có ai bị mắc kẹt hoặc bị thương. Sở cứu hỏa Đài Bắc và cảnh sát đã được thông báo và ngay lập tức đến hiện trường để hỗ trợ sơ tán khoảng 110 người. Tuy nhiên vẫn còn khoảng 70 người tại ngõ 6 phố Ơn chưa được sơ tán. Do khu vực xảy ra sạt lở gần với tháp đường dây cao thế Thai Power nên Thai Power đã cử người đến hiện trường để xử lý. Còn chân tháp thì được phủ bạt chờ xử lý với các đơn vị liên quan. Vụ sạt lở đất của biệt thự Bá Tước ở Shinji Tân Bắc khiến mái dốc của biệt thự Bá Tước Shinji bị sập, đất và đá lở xuống bên cạnh hông nhà. Quận Shinji của thành phố Tân Đài Bắc hôm nay cũng đã trở thành một khu vực bị ngập lụt nghiêm trọng, bao gồm đường Cát Lâm và Fusan, đường Nan Sinh, đường Renai và đường Đa Tông ở quận Jinshi. Shinbei Jinshi cũng xảy ra tình trạng ngập lụt, nhiều ô tô ngập trong nước chỉ còn trơ lại nóc. Bức tường núi phía sau ngôi nhà trên ngõ 281 phố Nanwan, Keelung bị sập, dòng bùn tràn xuống và tràn vào nhà, 16 hộ dân phải sơ tán khẩn cấp. Theo thống kê của văn phòng, có tổng cộng 10 hộ gia đình với khoảng 20 người đã được sơ tán, 6 hộ gia đình khác nằm trong khu vực cảnh báo đỏ của sạt lở đất và buộc phải sơ tán. Tất cả 16 hộ gia đình được đưa vào nhà người thân hoặc nhà hàng lánh nạn.
Vào ngày hôm qua, 20.000 mét đường cao tốc Bihang trên tuyến số 7 của Đài Loan bị sập, con đường đã được thông và 254 người đã thoát nạn. Ở miền Trung Đài Loan, mưa xối xả dẫn đến sự cố sập một số đoạn của đường cao tốc Bihang trên tuyến số 7 của Đài Loan, khiến 254 người mắc kẹt. Tổng cộng, đường bộ cao tốc Bộ Giao thông cho biết rằng đoạn 0K+500 bị sập trên tuyến 7A Đài Loan đã được thông xe vào khuya ngày hôm qua và các hành khách bị mắc kẹt đã được các phương tiện chính thức của Tổng cục Đường cao tốc hỗ trợ đưa đón và đi vào sáng sớm ngày hôm nay. Ngoài ra, điểm sập đoạn Yixi của đường cao tốc Bihang sẽ được thông tuyến vào trưa hôm nay. Tổng cục Đường cao tốc cho biết trận mưa lớn do hoàn lưu ngoại vi của bão đã đổ bộ vào thị trấn Đa Tông, Gia Lan và một trận lở đất đã làm sập và chặn đoạn 86,5K của đường cao tốc Bihang trên đường số 7. Đường đã bị chặn và thảm họa tiếp tục mở rộng, sạt lở diện tích lớn tại 0K+500 đường 7A phía sau, sạt lở với 20.000 mét khối đất đá, tổng cộng 254 người, trong đó có 84 xe khách và 10 người bị mắc kẹt. Tổng cục Đường bộ cho biết rằng 4 máy móc, công cụ ở đoạn núi Độc Lập đang đồng loạt dồn về hai đầu tuyến 7A Đài Loan, khối lượng sạt lở ban đầu chỉ 5.000 mét khối, dự kiến 11 giờ 11 phút sẽ thông đường. Tối ngày hôm qua, diện tích sạt lở lại tiếp tục tăng lên 20.000 mét khối. Do đó, trung tâm ứng phó của quận đã đồng thời được thông báo để yêu cầu bố trí người và phương tiện bị mắc kẹt tại chỗ để hỗ trợ bổ sung vật tư. Một sở chỉ huy tiền phương cũng đã được thiết lập tại hiện trường để lên lịch vận chuyển các thực phẩm thiết yếu và cung cấp cho những người bị mắc kẹt. Cuối cùng, đường cũng đã thông vào khoảng 12 giờ đêm qua và mở cửa cho các phương tiện bị mắc kẹt di chuyển ra khỏi tuyến G51 theo hướng Quy Lan. Người và phương tiện đều thoát khỏi sự cố. Tổng cục Đường cao tốc cho biết khi các đồng nghiệp trong bộ phận công cộng hỗ trợ người dân sơ tán, họ đã kiểm tra từng phương tiện xem có cần tiếp nhiên liệu hay không và cung cấp các nguồn cung cấp như nước uống và lương khô. Tổng cục Đường cao tốc cho biết vào ngày hôm qua, các máy móc hạng nặng đã được điều động để tiến tới đường số 7 của Đài Loan nhằm hỗ lực hết sức để đi qua đường cao tốc Bắc Thành. Theo thống kê của Tổng cục Đường cao tốc, tính đến 7 giờ sáng nay vẫn còn 4 tuyến đường cao tốc bị ảnh hưởng bởi thảm họa, bao gồm sự cố sập đường cao tốc Bắc Thành 49,8K Đa Man, tuyến Thai 7 quận Phú Sinh, thành phố Đào Viên và đoạn 47K-50K sẽ bị đóng cửa cho đến 12 giờ trưa ngày mai. Lúc đó, 4 điểm sạt lở và dòng chảy bùn đã bị chặn tại 86,5K, 86,7K, 86,9K và 87,3K của đường cao tốc Bắc Thành, số 7 Đài Loan, thị trấn Đại Đồng, Gia Lan County, dự kiến sẽ được thông vào lúc 12 giờ trưa hôm nay. Tuyến 0K, 0,5K, cầu Bai Tao bị sập và bị tắc, dự kiến sẽ được thông vào lúc 10 giờ sáng nay. Đá lở gần 181K Gulu trên tuyến 20 thị trấn Hai Đoan, huyện Đài Đông đã bị phong tỏa và dự kiến sẽ được giải tỏa vào lúc 10 giờ sáng nay. Vào sáng ngày hôm nay, trong lúc khẩn trương chạy trên đoạn Jinshi của đường cao tốc Beheng, một chiếc máy xúc đã vô tình bị dòng lũ bùn cuốn trôi. May mắn là những người điều khiển đã kịp thời thoát ra ngoài trời mưa. Sạt lở đất diện rộng ở đoạn Khi Loan của tuyến Tai Chi Ba. Thưa quý vị, sáng nay, Cục Khí tượng cũng đã đưa ra một báo cáo đặc biệt về mưa lớn, trong đó khu vực Gia Lan cần phải đề phòng mưa siêu lớn. Tại đoạn 86,5K của đường Jinshi, thị trấn Đại Đồng, Nghi Lan của tuyến 7A Đài Loan, do bị ảnh hưởng bởi tác động hoàn lưu của bão Nisat, mưa xối xả mấy ngày qua, đã xảy ra một vụ sạt lở đất đá trên diện rộng vào lúc 4 giờ chiều qua. Một lượng lớn đất đá chảy xuống gần như nhấn chìm toàn bộ đoạn đường, khiến con đường cao tốc Bắc Xuyên bị chặn theo cả hai hướng, hiện trường vụ sạt lở bụi bay mù mịt. 4 nhân viên y tế của bệnh viện Ludong Notre Dame đã bị mắc kẹt khi họ gặp phải một trận lở đất trên đường trở về từ chuyến du lịch trên núi. Một chiếc xe buýt du lịch khác vô tình bị cuốn trôi nhưng rất may không có ai bị thương, cũng đang chờ cứu hộ tại hiện trường. Tổng cục Đường cao tốc cho biết đội ứng cứu khẩn cấp đã được thành lập, nhân viên và thiết bị đang được điều động để tăng cường sửa chữa khẩn cấp. Cũng bị chịu ảnh hưởng tổng hợp của bão Nisa và gió mùa đông bắc, trời mưa lớn ở Nghi Lan vào ngày hôm nay và mực nước dâng cao khiến khu vực Jisho của làng Kishan, thị trấn Yushan bị bao phủ bởi nước và nơi sâu nhất ngập 80cm. 8 du khách bị thương, cơ quan cứu hỏa đã điều động người để ứng cứu. Lin Deqing, phó giám đốc Cục Quản lý Tài nguyên nước thuộc Bộ Kinh tế cho biết, mực nước của suối Lan Yang dâng cao vào lúc 5 giờ 30 phút sáng và mực nước của hệ thống thoát nước Jinju cũng giống như vậy. Do địa hình thôn Kishan, thị trấn Yuansan, huyện Yilan là vùng trũng thấp,
đợt mưa lớn kéo dài suốt đêm và tập trung ở thị trấn Đa Tông khiến mực nước dâng cao, dòng suối ở thôn Kinsian, thị trấn Jansan bị ngập lụt. Trợ lý đặc biệt của Jiang Shengde và những người khác cho biết họ đã đến hiện trường để hiểu rõ tình hình cụ thể và có báo cáo về lũ lụt ở nhiều nơi ở Jilan và hầu hết các ô tô bị ngập trong nước. Người dân địa phương cho biết buổi sáng thức dậy thấy nước đọng trước cửa nhà, mực nước sâu hơn 80cm. Tại nhiều khu vực trũng thấp gần đó, ô tô gần như bị thiêu rụi, đầu máy cũng bị ngâm nước. Cư dân tầng 1 tháo chạy lên tầng 2 trong tình trạng hết sức lúng túng. Sở Cứu Hỏa huyện Nghi Lan sáng nay nhận được tin báo rằng một nhà nghỉ chỉ phục vụ bữa sáng trên đường King Hua 2, thành phố Nghi Lan bị ngập nước, 8 du khách bị mắc kẹt trong nhà trọ, không thể thoát ra ngoài, 2 chiếc ô tô bị ngâm trong nước và không thể khởi động được. Sở Cứu Hỏa lập tức cử người lái xuồng cao su vào khu vực thiên tai, hỗ trợ 8 người dân sơ tán, tạm thời được đưa vào trung tâm ứng phó thảm họa thành phố Nghi Lan. Sở Cảnh sát Nghi Lan sáng nay nhận được tin báo lũ lụt đã lập tức đến hiện trường kiểm tra. Do đường ngập nước sâu nên các phương tiện không thể đi qua được. Chốt giao thông được lập ở hai bên cầu Phúc Châu để kiểm soát giao thông. Chính quyền quận Nghi Lan tuyên bố rằng họ sẽ bơm nước trước, sau đó sẽ thảo luận giải pháp với Cục Quản lý Nguồn nước và Văn phòng Quản lý Nghi Lan của Cơ quan Quản lý Bảo tồn nước Nông nghiệp xử lý. Theo báo cáo của Thông tấn xã Trung ương, Lin Deqing, Phó Giám đốc Cục Quản lý Sông thứ nhất của Cục Quản lý Nước thuộc Bộ Kinh tế, chỉ ra rằng mực nước của suối Lan Yang bắt đầu tăng trước 2 giờ sáng hôm nay vì hệ thống thoát nước từ Jinju vẫn có thể được xả qua hệ thống thoát nước tự chảy. Vào lúc 5 giờ 30 phút sáng, mực nước sông Dương Tây đã tăng lên và mực nước thoát nước của Jinju tương đương với mực nước thoát nước ở Tây Châu. Nhân viên quản lý cửa khẩu ngay lập tức đóng cổng để ngăn nước từ suối Lan Yang chảy ngược vào Tây Châu để thoát nước, đồng thời đóng cổng dẫn nước nên gây ra ngập úng trên diện rộng. Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi tổng hợp của bão Nisa và gió mùa đông bắc. Trời mưa dữ dội, ở nhiều khu vực xảy ra lở đất, đã có báo cáo lở đất trên nhiều tuyến đường ở Jiangmingshan, thành phố Đài Bắc và các con đường bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Văn phòng Quản lý Công viên Quốc gia Jiangmingshan thông báo hôm nay rằng họ sẽ đóng cửa khu bảo tồn sinh thái và khu tắm suối nước nóng công cộng Leng Shun Kang trong công viên. Một số người đã chụp ảnh tình trạng thảm khốc của con đường ở Jiangmingshan, con đường gần hồ Chuji gần như bị nhấn chìm bởi lở đất với bùn và đá màu vàng dọc theo đường đi. Đường cao tốc Yangjin và đường Yongxing cũng không thể đi qua được do lở núi. Các khu vực hiện đang bị đóng cửa bao gồm đoạn từ Leng Shun Kang đến hồ Yonghu trên đường Yongju và đoạn từ bãi đậu xe Dream Lake đến khu tắm suối nước nóng Leng Shun Kang trên đường mòn dành riêng cho người đi bộ quanh núi Kixing. Nhiều con đường ở vùng núi Giang Minh ngập trong bùn và đá, người dân không nên lên núi để tránh nguy hiểm. Văn phòng Quản lý Công viên Quốc gia Giang Minh San cho biết, theo thống kê của Cục Khí tượng, lượng mưa tích lũy của trạm King Thang Gang trong 24 giờ đã vượt quá 600mm, đã đạt đến mức mưa siêu xối xả, bao gồm cả khu bảo vệ sinh thái trong công viên, sạt lở đất và các thảm họa khác tại các con đường xung quanh như khu tắm suối nước nóng công cộng Leng Shun Kang và nó sẽ bị đóng cửa vì đã được cảnh báo sớm do lượng mưa tích lũy trong 24 giờ là 400mm. Vui lòng tạm thời không lên núi để tránh nguy hiểm. Cũng vào lúc 6 giờ chiều qua, sườn đồi phía sau những ngôi nhà trên phố Nhanan khi lung bất ngờ đổ sập, dòng bùn thi nhau đổ về khiến nhiều ngôi nhà của người dân ngập tràn bùn vàng, nền nhà lấm lem bùn đất, đồ đạc lỉnh kỉnh trong nhà bị vùi lấp hoàn toàn. Người dân cho biết nghe tiếng va đập, ông ra kiểm tra thì thấy đất đá rơi vãi nên sợ hãi bỏ chạy. Do nơi đây gần với khu vực đồi núi nên rất dễ xảy ra lũ lụt, sạt lở núi khi gặp mưa lớn. Đây là lần thứ 3 ngập đến tầng 2. Khai Chun Tang, người đứng đầu huyện Nan Nan cho biết 3 hộ gia đình ở ngõ 281 đường Nan Nan bị thiệt hại nặng nề. Trong đó có một hộ là đàn ông sống một mình và đã đến nhà người thân và bạn bè sơ tán. Một gia đình có 2 mẹ con được tạm trú trong một khách sạn với sự hỗ trợ của văn phòng huyện. Theo thống kê của văn phòng, có tổng cộng 10 hộ gia đình với khoảng 20 người đã được sơ tán. Ngõ 281 phố Nan Nan có 6 hộ gia đình khác nằm trong khu vực cảnh báo đỏ của sạt lở đất và buộc phải sơ tán. Tất cả 16 hộ gia đình được đưa vào nhà người thân hoặc nhà hàng. Tại thị trấn Đại Đồng, huyện Nghi Lan, 303 người trong biệt thự Minh Chi bị mắc kẹt do nhiều điểm sạt lở trên đường số 7 Đài Loan.
Trong những người bị mắc kẹt đó có bệnh nhân ung thư đang trong cơn nguy cấp cần thuốc gấp. Thị trưởng hạt Jilan Lin Jimiao cũng đề cập trên Facebook rằng các loại thuốc cứu người cần thiết cho những người bị mắc kẹt cũng đã được chuyển đến. Bão Nisat mang theo mưa lớn và tuyến số 7 của Đài Loan bị sập nghiêm trọng. Chính quyền huyện Jilan ban đầu dự kiến chuyển hàng tiếp tế bằng đường hàng không vào sáng nay. Do thời tiết xấu, các nhân viên cứu trợ đã vận chuyển hàng tiếp tế bằng bộ đến Wing Chin Villa. 26 nhân viên cứu trợ đã đến lúc 11 giờ sáng từ tuyến số 7 Đài Loan bị gián đoạn, kéo dài 84 km đi lên núi và nó đi đến điểm 79 km lúc 3 giờ chiều. Theo ước tính, sẽ mất thêm 20 km đi bộ trước khi đến biệt thự Minh Chi. Qua cảnh quay tại hiện trường cho thấy, nền đường nhiều nơi bị sạt lở do mưa xối xả mấy ngày qua, thậm chí xuất hiện những thác nước nhỏ nên rất khó ước tính thời gian đến nơi. Ban đầu, Tổng cục đường cao tốc dự kiến khoảng 5 giờ chiều nay, đoạn 84 km đến Minh Chi Shanjiang của tuyến số 7 Đài Loan sẽ được chạy qua gấp rút, khoảng 60-90 m rất khó sửa chữa khẩn cấp và nó sẽ bị trì hoãn cho đến cuối tháng. Thưa quý vị, văn phòng trụ sở chính của công tác cứu trợ hạn hán và kiểm soát lũ lụt tỉnh Chiết Giang thông báo vào ngày hôm nay rằng vào lúc 15 giờ ngày hôm qua, mực nước của hồ chứa Tân An đã giảm xuống 105,02 m. Theo các quy định liên quan, trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn chế tỉnh vào lúc 8 giờ ngày hôm nay báo động mực nước cao của hồ chứa Tân An Cương được dỡ bỏ. Từ đầu tháng đến nay, 4 đợt mưa lớn tiếp tục đổ bộ vào Chiết Giang và lúc 10 giờ ngày hôm nay, mực nước của hồ chứa Tân An Giang đã vượt qua giới hạn lũ lụt. Hồ chứa Tân An Giang là hồ chứa lớn nhất ở miền Đông Trung Quốc, được xây dựng vào năm 1959 và là dự án kiểm soát quan trọng nhất ở thượng nguồn sông Tiền Đường. Tính đến tối ngày mai, mực nước hồ Tân An Cương đạt 107,18 m, vượt lũ 0,68 m. Tính đến mức độ an toàn kiểm soát lũ tổng thể của lưu lượng sông Tiền Đường, Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và Hạn hán tỉnh Chiết Giang đã quyết định thực hiện xả lũ trên hồ chứa sông Tân An vào lúc 9 giờ 30 ngày mai. Cuối cùng, 3 lỗ trên cửa xả lũ, 9 lỗ đã được mở để xả lũ. Đến 17 giờ ngày kia, các cửa xả lũ của hồ chứa Tân An Cương đều được đóng và ngừng xả lũ. Hiện tỉnh Chiết Giang đang trong mùa lũ. Trụ sở phòng chống lụt bão và cứu trợ hạn hán tỉnh Chiết Giang yêu cầu thành phố Hàng Châu tiếp tục làm tốt công tác kiểm soát lũ lụt và công tác an ninh theo quy định có liên quan. Từ hôm qua, trung và hạ lưu sông Dương Tử bước vào đợt mưa lớn thứ ba. Và lúc 10 giờ sáng hôm qua, Đài quan sát khí tượng Trung ương đã đưa ra cảnh báo màu xanh lam cho mưa lớn. Trong khi một số khu vực ở Giang Tây, Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy và các tỉnh khác đưa ra cảnh báo màu cam và thậm chí cả cảnh báo màu đỏ. Để đối phó với đợt mưa này, Lin Xiaoquan, chuyên gia khí tượng trưởng của mạng lưới thời tiết Trung Quốc và cựu giám đốc Đài quan sát khí tượng Trung ương cho biết trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên tờ Bưu điện buổi sáng hôm qua rằng đợt mưa lớn thứ ba mạnh hơn một chút so với thứ hai và kéo dài hơn một chút. Lượng mưa lớn sớm hơn các năm trước và lượng mưa cũng ở mức cao. Kể từ đầu tháng này, miền Nam của đất nước tôi đã phải hứng chịu hai trận mưa lớn liên tiếp và lũ lụt nghiêm trọng, lở đất, lở đá và các thảm họa khác đã xảy ra ở một số khu vực. Tính đến 10 giờ ngày hôm qua, 105 người đã thiệt mạng và 63 người mất tích trong hai thảm họa. Trong tháng trước, vùng trung lưu và hạ lưu sông Dương Tử đã trải qua hai đợt mưa lớn. Theo dự báo của Đài khí tượng Trung ương, đợt mưa đợt 3 trong tuần này và kéo dài trong 3 ngày. Đợt mưa lớn thứ 3 nhìn chung tương tự như đợt mưa lớn thứ 2, nhưng cường độ đã tăng lên và thời gian sẽ kéo dài hơn một chút. Đài quan sát khí tượng Trung ương đưa ra cảnh báo mưa bão, cho biết trong 24 giờ tới dự báo sẽ có mưa ở Đông Nam Trùng Khánh, Đông Bắc Quý Châu, Nam Hồ Bắc, Bắc Hồ Nam, Nam An Huy, miền Trung và Bắc Giang Tây, miền Trung và Tây Chiết Giang và Bắc Phúc Kiến. Có mưa lớn ở các khu vực của Trung Quốc, Đông Nam Trùng Khánh, Bắc Hồ Nam, Đông Nam Hồ Bắc, Bắc Giang Tây, Nam An Huy và Tây Chiết Giang. Các sông vừa và nhỏ có nguy cơ ngập lụt. Lee Seong-kwan giải thích rằng đợt mưa lớn này chủ yếu là do sự giao nhau giữa không khí ấm và ẩm từ phía Tây Nam và không khí lạnh từ phía Bắc. Khi có đủ hơi nước, lượng mưa tăng lên, tháng này là mùa mưa và tình hình hiện tại phù hợp với toàn bộ môi trường khí hậu và hoàn lưu khí quyển cũng nằm trong phạm vi bình thường. Lee Seong-kwan nhắc nhở rằng trận mưa lần này đe dọa nhất là nó sẽ gây ra các thảm họa địa chất như lũ lụt và lở đất, đặc biệt là phải cẩn thận với các sông và hồ chứa vừa và nhỏ. Một lần nữa, đợt mưa này các sông vừa và nhỏ sẽ không chịu được, dễ xảy ra lũ lụt gây tai biến địa chất. Hiện các sông hồ chứa vừa và nhỏ ở một số khu vực trung và hạ lưu sông Dương Tử đã tiến gần hoặc vượt mực nước cảnh báo. Mặc dù là mùa mưa ở phía nam sông Dương Tử, Lee Seong-kwan phân tích rằng lượng mưa lớn năm nay vẫn sớm hơn những năm trước và lượng mưa ở một số khu vực nhiều hơn những năm trước.
Theo dữ liệu được tiết lộ bởi Sun Jun, trưởng dự báo của Đài quan sát khí tượng Trung ương, trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông, lượng mưa ở hầu hết các khu vực trung và hạ lưu sông Dương Tử đã lên tới 25-100mm, ở Giang Tây đã tăng 54% so với cùng kỳ năm trước, tăng 47%. Tuy nhiên, 4 tỉnh thành phố ở thượng nguồn sông Dương Tử là Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Vân Nam và Thanh Hải có lượng mưa ít hơn so với cùng kỳ năm trước, ngoại trừ Thanh Hải, 3 tỉnh thành còn lại cũng ít hơn khoảng thời gian trong năm. Mặc dù lượng mưa ở các tỉnh riêng lẻ cao hơn tới 50%, Li Xiong Quan tin rằng lượng mưa hiện tại vẫn nằm trong mức bình thường. Về việc liệu có một đợt mưa mới ở lưu vực sông Dương Tử sau trận mưa này hay không, các chuyên gia cho rằng vẫn rất khó để phán đoán. Vành đai mưa sẽ di chuyển lên phía Bắc nhưng nó rất bình thường. Quý vị thân mến, theo thông tin do Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc công bố vừa qua, trong 3 quý đầu năm 2022, có tổng cộng 107 triệu người bị ảnh hưởng bởi các thảm họa thiên nhiên khác nhau ở Trung Quốc và 525 người chết và mất tích do thiên tai. Mới đây, Bộ Quản lý Khẩn cấp cùng với các cơ quan ban ngành liên quan đã tiến hành lấy ý kiến và phân tích về tình hình thiên tai cả nước trong 3 quý đầu năm 2022. Trong 3 quý đầu năm, thiên tai của Trung Quốc chủ yếu là lũ lụt, hạn hán, gió và mưa đá, động đất, sóng thần và các thảm họa địa chất khác. Chuyển đi tái định cư là 3,4 triệu người do bị sập nhà, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 11.617.000 ha, thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 209,59 tỷ nhân dân tệ. So với bình quân cùng kỳ 5 năm qua, số nạn nhân thiên tai giảm 10%, số người chết và mất tích giảm 30%, số nhà sập giảm 71% và thiệt hại trực tiếp về kinh tế giảm xuống 29%. Trong 3 quý đầu năm, đặc điểm phân bố theo không gian và thời gian của thiên tai ở Trung Quốc là rõ ràng, thiệt hại do thiên tai ở khu vực phía Nam rõ ràng là rất nặng nề, thiệt hại kinh tế trực tiếp do thiên tai chiếm tới 74%. Xét về số người chết và mất tích do thiên tai, khu vực miền Tây đông hơn. Về số người bị thiên tai, diện tích hoa màu bị ảnh hưởng và thiệt hại trực tiếp về kinh tế, miền Trung bị thiệt hại nặng nề. Trong 3 quý đầu năm, có tổng cộng 43 trận mưa lớn xảy ra ở Trung Quốc và lượng mưa trên toàn quốc là 529mm, thấp hơn 6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng cộng có 612 con sông ở 28 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm Quảng Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến, Giang Tây và Liêu Ninh, đã xảy ra lũ lụt vượt mức cảnh báo. Lượng mưa lớn ở một số khu vực đã gây ra lũ lụt và lốc xoáy núi cục bộ xảy ra thường xuyên. Mùa trước lũ ở Nam Trung Quốc đã liên tiếp trải qua 9 trận mưa lớn trong khu vực. Lượng mưa ở khu vực sông Châu Giang cao nhất kể từ năm 1961 trong cùng thời kỳ và lũ lụt lớn đã xảy ra trong lưu vực và sông Bắc Giang đã trải qua lũ lụt nghiêm trọng. Kể từ mùa hè, dưới ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới mạnh và hiện tượng La Nina, quá trình nhiệt độ cao mạnh nhất kể từ năm 1961 đã xảy ra ở khu vực miền Trung và miền Đông, dẫn đến các thảm họa hạn hán tương đối nghiêm trọng. Tại lưu vực sông Dương Tử, một đợt hạn hán nghiêm trọng vào mùa thu và ảnh hưởng trên phạm vi rộng và gây thiệt hại nặng nề. Và đỉnh điểm của đợt hạn hán vào tháng 8 có tổng cộng 4,49 triệu người cần hỗ trợ cuộc sống do hạn hán và diện tích hoa màu bị ảnh hưởng, 4.284.000 ha. Hiện tại hạn hán ở Hồ Nam, Giang Tây, Hồ Bắc và các nơi khác ở Trung và hạ lưu sông Dương Tử vẫn đang tiếp tục. So với bình quân cùng kỳ 5 năm qua, số người bị ảnh hưởng bởi thiên tai hạn hán tăng 56%, số người cần hỗ trợ đời sống do hạn hán tăng 62% và thiệt hại trực tiếp về kinh tế là 72%. Trong 3 quý đầu năm, có tổng cộng 78 trận động đất từ 4 độ Richter trở lên xảy ra ở Trung Quốc đại lục và số trận động đất từ 5 độ Richter trở lên tăng so với mức trung bình của cùng kỳ các năm trước. Có tổng cộng 18 cơn bão đã xuất hiện ở Tây Bắc, Thái Bình Dương và Biển Đông, ít hơn mức trung bình của cùng kỳ nhiều năm, 4 cơn đổ bộ vào Trung Quốc. So với trung bình cùng kỳ của 5 năm qua, số thảm họa do bão giảm còn 66% và thiệt hại trực tiếp về kinh tế giảm là 87%. Là giá trị thấp nhất so với cùng kỳ trong những năm gần đây. Kể từ tháng 7, nhiều nơi ở lưu vực sông Dương Tử đã bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao liên tục và lượng mưa ít và cháy rừng thường xuyên xảy ra. Cơn bão Nisat hay còn gọi là cơn bão số 6 đang càn quét đất liền của Trung Quốc. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trung Quốc vào bản tin 6 giờ sáng ngày hôm nay cho biết, cơn bão Nisat đã đổ bộ từ Biển Đông tiến vào quần đảo Hải Nam, tàn phá tất cả những cái nơi căn cứ quân sự và cảng biển, cũng như tàu biển của phía Trung Quốc ở hòn đảo này. Sau đó, nó tiến sát vào bờ biển ở tỉnh Quảng Đông và bây giờ thì nó đang tiến vào quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh. Hiện tại thì thảm cảnh lũ lụt ở Trung Quốc đang rất nghiêm trọng. Tờ báo Bưu điện Hoa Nam, một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc cho biết, nhiều nhánh sông và nhiều con đê nằm trên con sông Dương Tử, con sông Hoàng Hà, sông Mê Công đang nguy kịch và nguy kịch nhất trong vòng 300 năm trở lại đây.
Nhiều tờ báo của Trung Quốc cho biết một nhánh sông Dương Tử đang gặp nguy hiểm và 10.000 dân đang mắc kẹt trong biển bùn sau những trận mưa lũ kéo dài trong suốt gần 3 tháng vừa qua chưa có dấu hiệu chấm dứt. Tờ Tân Hoa Xã đưa tin lũ lụt Trung Quốc khiến cho sông Bạch Thủy, một nhánh sông của con sông Dương Tử, sông Hoàng Hà rơi vào tình cảnh nguy kịch nhất trong vòng 300 năm trở lại đây. Vào lúc 15 giờ chiều ngày hôm qua, đỉnh lũ đo được tại con sông này lên tới gần 5 mét. Như vậy là đỉnh lũ đang ở mức độ cảnh báo đỏ. Đứng trước tình cảnh nguy hiểm cấp bách kể trên, Sở Thủy lợi cũng như Trung tâm Cảnh báo Động đất Sóng Thần của Trung Quốc đã phát đi thông báo đề nghị người dân phải sơ tán khẩn cấp ngay trong rạng sáng ngày hôm nay để lên những đỉnh núi cao tránh trú. Thậm chí có thể nhờ Việt Nam mở cửa biên giới để sang trú ẩn, nếu không nguy hiểm sẽ dồn dập đổ xuống. Hiện chính quyền của ông Tập Cận Bình đang ăn không ngon ngủ không yên khi liên tục mưa to gió lớn, động đất sóng thần, bão tố mịt mờ đang ầm ầm đổ vào phía Trung Quốc. Hơn 60 ngày đêm vừa qua chưa có dấu hiệu giảm nhiệt và mặt trời vẫn chưa xuất hiện ở thủ đô Bắc Kinh. Tính đến 24 giờ đêm ngày hôm qua, mưa lũ đã làm hỏng gần 50 km đường cao tốc nối từ tỉnh An Huy sang Phúc Kiến và đánh sập một con đường cao tốc nối từ tỉnh Hồ Nam sang tỉnh Hồ Bắc, buộc chính quyền địa phương của các tỉnh như An Huy, Hồ Bắc, Phúc Kiến, Giang Tây, Giang Đông, Thượng Hải, Thâm Quyến đang điều động đội hình cứu trợ cứu nạn khẩn cấp để cứu những người dân đang bị mắc kẹt bởi bão tố. Kính thưa quý vị, theo Cục Thống kê Nhanh Nhà nước Trung Quốc cho biết, trận lũ quét và siêu vòi rồng đêm ngày hôm qua đã làm cho 1.789 căn nhà bị tốc mái, hàng trăm ô tô bị cuốn trôi xuống sông Trường Giang. Căn cứ quân sự của Trung Quốc đã bị đánh sập, nhiều nhà ga, bến cảng, trường học, bệnh viện bị phong tỏa và niêm phong. Tình hình thê thảm của Trung Quốc là như vậy. Tuy nhiên, chính quyền của ông Tập Cận Bình được cho là vẫn không quan tâm tới điều đó. Chính quyền của ông ta vẫn đem quân đội của Bắc Kinh đi xâm chiếm Biển Đông, bằng chứng rõ rệt nhất, hãng CNN của Mỹ đã tố cáo chính quyền Bắc Kinh hôm qua liên tục điều tàu chiến, điều máy bay, điều tên lửa tiến ra ngoài Biển Đông để thách thức thế giới. Hãng CNN của Mỹ cho biết Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã lên án chỉ trích gay gắt phía Bắc Kinh khi nói rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình 5 năm trước đây tại Vườn Hồng ở Nhà Trắng, ông đã hứa rằng Trung Quốc sẽ không dùng vũ lực cũng như quân sự ở ngoài Biển Đông. Tuy nhiên, hãng tin của Mỹ đã vạch trần tội ác của Trung Quốc khi nói một đằng là một nẻo. Bằng chứng rõ rệt nhất là trong 5 năm vừa qua, Trung Quốc đã không dưới 500 lần đem tàu chiến, đem quân đội của Bắc Kinh, đem tên lửa, đem máy bay tiến ra ngoài Biển Đông để thách thức thế giới. Hành vi trên của Trung Quốc làm trái với những gì mà Bắc Kinh đã hứa đối với cộng đồng quốc tế. Hành vi trên được cho là không thể dung tha và chấp nhận được. Mỹ kêu gọi các nước cũng như cộng đồng trên toàn thế giới hãy ra tay bảo vệ Biển Đông và trừng trị Trung Quốc. Mỹ cũng không quên kêu gọi Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Âu EU hãy mạnh tay trừng phạt Bắc Kinh. Chỉ có như vậy Biển Đông mới được bình yên. Chính phủ Mỹ cũng không quên nhắc các nước trên thế giới phải hết sức cảnh giác đối với cả Trung Quốc, nhất là các nước ở khu vực Đông Nam Á, bởi vì Bắc Kinh chính là mối nguy hiểm cho toàn cầu. Trung Quốc không chỉ đem con virus Vũ Hán hay còn gọi là vũ khí sinh học hủy hoại các nước trên thế giới, mà họ còn đem quân đội của Bắc Kinh đi xâm chiếm hết vùng đất này đến vùng đất khác, hết vùng biển này đến vùng biển khác. Trong những năm vừa qua, Trung Quốc đã cướp được rất nhiều biển đảo ở ngoài Biển Đông. Hành vi của Trung Quốc là không thể dung tha và chấp nhận được. Các nước trong khối ASEAN cũng như cộng đồng trên toàn thế giới trong những năm vừa qua liên tục lên án kịch liệt, chỉ trích gay gắt Trung Quốc. Tuy nhiên, chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn phớt lờ tất cả. Chính quyền của ông ta còn phớt lờ cả Công ước về Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc, phớt lờ luật pháp quốc tế, phớt lờ các nước trong khối ASEAN để bành trướng và gây gổ ở ngoài Biển Đông. Trung Quốc liên tục điều tàu chiến, điều giàn khoan ra khai thác dầu khí trái phép. Ngoài ra, quân đội của Bắc Kinh liên tục cho xây dựng các hòn đảo và bồi đắp nó lớn mạnh hơn, rộng hơn để xây dựng sân bay, bến cảng, các căn cứ quân sự, hòng khống chế toàn bộ vùng biển này. Đây chính là tội lỗi mà chính quyền của ông Tập Cận Bình gây ra cho nhân loại và mẹ thiên nhiên, và đấng tối cao Đức Chúa Trời đã nổi giận ra tay trừng phạt Trung Quốc bằng những trận mưa to, gió lớn, bão tố mịt mờ. Trong suốt hơn 3 tháng vừa qua, mặt trời vẫn chưa xuất hiện ở thủ đô Bắc Kinh và nhiều tỉnh thành khác. Bầu trời của Trung Quốc chỉ mang một màu duy nhất, đó là màu đen tối. Đây chính là nhân quả báo ứng mà trời và đất đang giáng đòn đau thương lên chính quyền ông Tập. Kính thưa quý vị, theo tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc cho biết,
Tính đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc đã trải qua hơn 60 ngày đêm không có ánh sáng của mặt trời. Bầu trời của Trung Quốc gần một tháng vừa qua chỉ mang một màu duy nhất, đó là màu đen tối và u ám bởi vì những cơn mưa to và rất to liên tục xuất hiện. Những cơn mưa này đã dội hàng tỷ mét khối nước từ trên trời đổ xuống nhiều tỉnh thành phía Nam, phía Tây, phía Đông của phía Trung Quốc. Đây chính là nguyên nhân làm cho mực nước tại 533 con sông lớn bé của Bắc Kinh đều vượt cảnh báo đỏ, tức là cảnh báo lũ cấp 1, cấp cao nhất. Không những thế, gần 30 ngày đêm vừa qua, phía Trung Quốc còn liên tục xuất hiện lũ quét, sạt lở động đất, vỡ đê, vỡ đập, vòi rồng, trong đó có cả cảnh báo sóng thần. Tuy nhiên, trong bản tin dự báo thời tiết vào lúc 6 giờ sáng ngày hôm nay, có một tin được cho là rất xấu và đáng buồn đối với Trung Quốc, khi Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nước này cho biết Bắc Kinh tiếp tục đón nhận những tin được cho là rất xấu bởi những trận mưa lũ và lũ quét, sạt lở, thậm chí còn xuất hiện thêm 3 cơn bão từ nay cho đến hết tháng 10, thậm chí nó còn lan sang cả nửa đầu tháng 11. Trung Quốc sẽ tiếp tục phải hứng chịu những trận mưa to đến rất to. Nhiều khả năng nó sẽ gây ra ngập lụt trên diện rộng. Những khu vực nổi tiếng như Phượng Hoàng Cổ Trấn, Quảng trường Thiên An Môn, Bến Thượng Hải tiếp tục bị ngập chìm trong nước lũ. Nhiều nhà ga, sân bay, bến cảng, bệnh viện, trường học ở nhiều thành phố như Vũ Hán, Hồ Bắc, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, Tứ Xuyên, Vân Nam, Hà Nam, đặc biệt là thủ đô Bắc Kinh vẫn xảy ra tình trạng lũ quét, lũ ống và sạt lở, nhiều tuyến đê bao có thể bị vỡ. Điều này đang làm cho cơ quan đổ nợ chính quyền ông Tập Cận Bình, thủ đô Bắc Kinh ăn không ngon, ngủ không yên. Chính vì vậy, giới chức cao tăng của nước này vào chiều ngày hôm qua đã phải cho tiến hành một cuộc họp khẩn cấp. Thành phần tham dự gồm người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc ông Tập Cận Bình, Thủ tướng Trung Quốc ông Lý Khắc Cường, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc ông Ngụy Phượng Hòa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao bà Hoa Xuân Oánh, ông Vương Nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Trần Văn Thành, Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc và nhiều thành phần khác, trong đó đặc biệt có Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Nguyễn Xuân Cường. Được biết, cuộc họp gấp vào chiều ngày hôm qua là để tìm ra những phương án để chống chọi lại với cả tình hình và thiên tai đang hoành hành tại Trung Quốc trong hơn 60 ngày vừa qua mà chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Tuy nhiên, các nhà quan sát cho biết không có một phương án nào hữu hiệu và tốt bằng phương án chính quyền ông Tập Cận Bình bây giờ phải ngồi cầu nguyện sám hối vì những tội lỗi của mình gây ra đau thương cho cả thế giới, đặc biệt là đem con virus Vũ Hán đi lây lan ra khắp thế giới, để bây giờ thế giới đã có hơn rất nhiều người nhiễm chủng COVID-19. Đây chính là tội ác của phía Trung Quốc. Kính thưa quý vị, liên quan tới áp thấp nhiệt đới đang hình thành ở ngoài khơi Biển Đông và khả năng cao sẽ làm mạnh thành siêu bão lớn nhất trên thế giới, lên tới 99%. Điều này đã được các cơ quan dự báo khí tượng thủy văn của nhiều nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Mỹ, Indonesia, Singapore, trong đó có cả Việt Nam. Việt Nam cũng đã đưa ra thông báo cảnh báo khi nói rằng hiện tại trên Biển Đông, biển đang động rất mạnh. Khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa sóng biển dâng lên rất cao, đề nghị tàu thuyền phải tìm nơi tránh trú ngay lập tức bởi vì bão đang di chuyển với tốc độ khá nhanh. Tâm điểm của bão mới này đang có gió giật rất mạnh và nếu như cơn bão này đổ bộ trực tiếp vào Trung Quốc thì Bắc Kinh cũng như nhiều tỉnh thành như Vũ Hán, Hồ Bắc, Hồ Nam, Tứ Xuyên, Vân Nam, An Huy, Chiết Giang, Quảng Đông, Quảng Tây tiếp tục bị nhấn chìm và ngập lụt. Theo cơ quan cảnh báo động đất và thiên tai Trung ương Trung Quốc cho biết, nếu như cơn bão này ập vào Bắc Kinh, lũ ống, lũ quét sẽ tiếp tục đổ dồn dập từ thượng nguồn con sông Dương Tử, con sông Mekong và con sông Hoàng Hà đổ về hồ thủy điện đập Tam Hiệp. Và nhiều khả năng đập lớn nhất của Trung Quốc sẽ không chịu được áp lực nước, dần dẫn tới vỡ, và khi nó vỡ, một điều tồi tệ kinh hoàng nhất trong lịch sử loài người sẽ xảy ra đối với cả chính quyền ông Tập Cận Bình. Chính vì vậy, cơ quan cảnh báo động đất và thiên tai phía Trung Quốc đã phải phát đi thông báo cảnh báo khẩn cấp, cấp độ đỏ, cấp độ cao nhất cho các cơ quan ban ngành, cho các lực lượng chức năng cùng người dân của Trung Quốc đại lục có những phương án tốt nhất để phòng chống lũ lụt, bởi vì nhiều khả năng cơn bão mới đang hình thành ở ngoài Biển Đông sẽ đổ bộ trực tiếp vào phía Trung Quốc. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng năm 2022 là một năm đại họa của Trung Quốc. Quả đúng là không sai. Những lời cảnh báo, những lời tiên tri hay những điểm báo liên tục ứng nghiệm thực tế đối với kẻ trực quốc trong suốt đầu năm tới tận bây giờ. Trung Quốc cứ liên tục hứng chịu nhiều điều tồi tệ và tối tăm trong năm 2022. Bão cũ chưa qua, nay bão tới lại tiếp tục hình thành và ập vào khiến quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh liên tục bị phong tỏa. Chính quyền của ông Tập Cận Bình trong suốt hơn 3 tháng vừa qua ăn không ngon, ngủ không yên vì bão tố, mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần liên tục càn quét Trung Quốc tới tận bây giờ, chưa buông tha và chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Chỉ trong vòng hơn 100 ngày vừa qua, Trung Quốc đã phải hứng chịu 12 cơn bão siêu mạnh và 3 trận động đất mạnh khiến
khiến cho tất cả các tỉnh thành của Trung Quốc bị vùi dập. 6 trận lũ quét và sạt lở cùng lũ lụt xảy ra khắp các tỉnh thành phía nam của Trung Quốc. Tất cả những điều trên cho thấy, bề trên vẫn đang tiếp tục ra tay trừng phạt Trung Quốc và những cá nhân quả báo ứng hay còn gọi là nghiệp quật vẫn đang đổ lên chính quyền ông Tập Cận Bình. Vì chính quyền của ông ta đã gây ra nhiều đau thương cho thế giới, cũng như những chỉ đạo, những đường hướng của ông ta hoàn toàn sai lầm đối với các nước láng giềng xung quanh mình. Tuy nhiên, có một điều cực kỳ tồi tệ, đó chính là chính quyền ông Tập Cận Bình vẫn bất chấp việc mưa to, gió lớn, động đất ở Trung Quốc mà vẫn đem quân đội của Bắc Kinh đi gây gỗ, đánh nhau với cả một số nước trong khu vực, đặc biệt là đi xâm chiếm lãnh hải ở ngoài Biển Đông, gây ra rất nhiều mối quan ngại cho tất cả các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như cộng đồng trên toàn thế giới. Và đây chính là nguyên nhân vì sao mà mẹ thiên nhiên vẫn tiếp tục ra tay trừng trị Trung Quốc để dạy cho chính quyền của ông Tập Cận Bình bài học đau thương và để cho chính quyền của ông ta không đi gây gổ, đi gây hấn, bắt nạt các nước trong khu vực. Thông qua tờ báo Hoa Nam, cơ quan công luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, động đất liên tục xảy ra ở thượng nguồn đập Tam Hiệp. Điều này đang làm cho giới chức của Trung Quốc vô cùng lo lắng. Hiện Bắc Kinh đang ăn không ngon, ngủ không yên vì thiệt hại thiên tai và dịch bệnh đang tàn phá nặng nề. Báo Trung Quốc trích dẫn lời một lãnh đạo trong ngành thủy văn của nước này cho biết, trong 2 ngày, 2 trận động đất có cường độ cao lên đến 8 độ Richter liên tiếp xảy ra tại thành phố Tứ Xuyên và Quý Châu thuộc thượng lưu sông Dương Tử có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến con đập Tam Hiệp. Còn trung tâm mạng lưới động đất của Trung Quốc mang tên CENC cho biết, trận động đất tại Tứ Xuyên có cường độ 8 độ Richter đã xảy ra vào rạng sáng ở độ sâu 8 km dưới lòng đất. Tiếp đó, một cơn địa chấn mạnh 6 độ Richter đã làm rung chuyển huyện Khánh Dương thuộc tỉnh Quý Châu. Vào trưa ngày hôm qua, lúc 11 giờ 11 phút, được biết hai trận động đất liên tục này đã gây ra sóng thần và mức độ của nó lên đến 40 mét, cao hơn tòa nhà 10 tầng, nhấn chìm toàn bộ Tứ Xuyên, Vân Nam, Vũ Hán và một nơi địa danh nổi tiếng của Trung Quốc mang tên Phượng Hoàng Cổ Trấn. Hiện rất nhiều thương tiếc cho khu vực du lịch khét tiếng này của Trung Quốc bởi nó đã tồn tại được 2.000 năm tuổi, nhưng hôm kia nó đã bị nhấn chìm với mực nước sâu khoảng 10 mét. Hiện tượng động đất liên tiếp xảy ra tại thượng nguồn sông Dương Tử, nơi con đập Tam Hiệp được xây trên dòng chảy, đã khiến nhiều người quan chức của Trung Quốc lo ngại rằng nếu tình trạng này còn tái diễn, thì một số con đập nhỏ hơn con đập Tam Hiệp ở thượng nguồn sông Dương Tử có nguy cơ bị vỡ, và như vậy nó sẽ tạo ra một phản ứng dây chuyền domino, khiến cho con đập Tam Hiệp có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào. Nếu như nó vỡ, nó sẽ cuốn trôi 2/3 diện tích của Trung Quốc ra ngoài Biển Đông. Tất cả các làng mạc, các thành phố lớn và các nơi sầm uất, trung tâm kinh tế bậc nhất của Trung Quốc sẽ bị san phẳng. Trung Quốc nhiều khả năng sẽ bị xóa sổ ra khỏi bản đồ trên thế giới. Như vậy, chính quyền ông Tập Cận Bình đang rất sốt ruột ở thủ đô Bắc Kinh. Hiện giới chức nước này đang ăn không ngon, ngủ không yên. Vì hiện tượng động đất, lũ quét, sóng thần, sạt lở xảy ra hầu như toàn bộ 26 tỉnh miền Nam của nước này. Đứng trước những thảm họa nguy hiểm như vậy, Trung Quốc đã tiến hành kích hoạt phản ứng chống lũ lụt đập Tam Hiệp. Con đập này ngày hôm qua đã mở thêm một cửa xả nữa, đó chính là cửa xả số 4. Như vậy, tổng số cửa xả mà con đập Tam Hiệp hiện đang mở là 4 chứ không phải 2 như những tin đồn trước đây. Truyền thông của Trung Quốc đã ra cảnh báo lưu lượng nước đổ về hồ chứa Tam Hiệp đạt 50.000 mét khối trên giây, nhưng sau đó đã phải nhanh chóng sửa lại bởi vì lưu lượng nước đổ về rất nhanh, đạt mức 54.000 mét khối trên giây. Một trong những lưu lượng nước trên thế giới chưa từng có trong lịch sử, tỉnh Hồ Nam đã phát quần áo đón trực thăng dựng trại lán ở những ngọn núi cao. Trang Nhân dân Nhật Báo vào sáng ngày hôm qua đã đưa tin Trung Quốc từ tối ngày hôm qua đã cho khởi động khẩn cấp cấp độ 4, tức là cấp độ cảnh báo cao nhất, nhằm phòng chống lũ khi mưa lớn dẫn đến mực nước dâng cao ở thượng nguồn sông Dương Tử. Ủy ban Thủy lợi sông Trường Giang vào sáng qua đã dự báo lưu lượng nước đổ về hồ chứa Tam Hiệp càng lúc càng nhiều, vì thế nguy cơ vỡ đập là rất lớn. Đứng trước tình thế cấp bách và nguy hiểm kể trên, chính quyền của ông Tập Cận Bình đã hô hào toàn quốc và người dân của Trung Hoa Đại Lục hãy khẩn trương chống lũ, nhưng trong đó họ vẫn xả thêm một cửa xả lũ của đập Tam Hiệp. Điều này đã gây ra cho ngập lụt 26 tỉnh phía nam của Trung Quốc. Ngày hôm qua, đại họa lại tiếp tục đổ lên đầu Trung Quốc bằng những trận động đất mạnh lên tới 7,9 độ Richter. Kèm theo mưa bão, lũ lụt, lũ quét, sạt lở liên tiếp xảy ra trong những ngày vừa qua không ngừng nghỉ, khiến hai nơi được cho là xinh đẹp nhất của Trung Quốc bị cuốn trôi dưới dòng sông Dương Tử. Hàng triệu người dân Trung Quốc tháo chạy sang Việt Nam để lánh nạn. Cụ thể, theo tờ báo NTD, sáng nay đưa tin trong 2 ngày, hai huyện thuộc thành phố Tràng An, tỉnh Tứ Xuyên lần lượt xảy ra 3 trận động đất mạnh 6,1 độ Richter, 4,5 độ Richter, 3,72 độ Richter. Hai trận động đất vào ngày hôm qua đã khiến 4 người chết do bị đá văng trúng người và 41 người bị thương. 12.722 người đã được di tản khẩn cấp.
Theo tin tức mới nhất, tính đến 9 giờ sáng ngày hôm nay, thành phố Trường An ghi nhận 6 người thiệt mạng và 34 người bị thương do động đất tại hai huyện Lô Sơn và Bảo Hưng. Có một người đang trong tình trạng nguy kịch. Tin tức trước đó cho biết tính đến 6 giờ sáng cùng ngày, huyện Bảo Hưng đã có 4 người thiệt mạng, 14 người bị thương, huyện Lô Sơn có 9 người bị thương. Tính đến 5 giờ sáng nay, 12.722 người đã được di tản khẩn cấp. Sáng qua, Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc đưa tin vào lúc 7 giờ 48 phút cho biết huyện Lô Sơn tiếp tục xảy ra trận động đất với cường độ 3,72 độ Richter ở 30,39 độ Vĩ Bắc, 102,91 độ Kinh Đông, tâm chấn sâu 18 km. Chuyên gia trận động đất 6,1 độ Richter ở Lô Sơn là dư chấn của trận 7 độ Richter năm 2013. Trước đó, vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày, huyện Lô Sơn cũng đã xảy ra một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter tại vị trí 30,7 độ Vĩ Bắc, 102,94 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu là 17 km. 3 phút sau một trận động đất mạnh 4,5 độ Richter xảy ra tại huyện Bảo Hưng với độ sâu chấn tiêu 18 km. Trong cuộc họp báo về trận động đất ngày hôm kia, chuyên gia nói rằng trận động đất 6,1 độ Richter ở Lô Sơn là dư chấn của trận động đất mạnh 7 độ Richter xảy ra vào ngày 20 tháng 4 năm 2013, hai tâm chấn cách nhau khoảng 9 km. Thiệt hại sau trận động đất. Trận động đất 6,1 độ Richter vào ngày hôm qua đã làm hư hại nhà cửa ở một số thị trấn và làng mạc thuộc huyện Lô Sơn và Bảo Hưng. Sihuanet cho biết tối ngày hôm kia, văn phòng thành ủy Gia An cho hay cả 4 người thiệt mạng đều bị đá văng trúng người. Theo các đoạn video được đăng tải trên Internet, người dân ở huyện Bảo Hưng đã chạy xuống khu đất bằng phẳng để tránh động đất. Khi đó, đá trên núi không ngừng lan xuống. Một số ngôi nhà ở khu vực nông thôn của huyện Lô Sơn đã bị nứt, một số ô tô đã bị những tảng đá lớn làm hư hỏng nặng. Trận động đất đang nhận được sự chú ý lớn từ cư dân mạng đại lục. Từ hai ngày nay, các chủ đề liên quan đều đứng đầu danh sách tìm kiếm nóng trên Weibo và Baidu. Ngoài ra, theo số liệu đo điện lực Tứ Xuyên công bố, tính đến 9 giờ tối ngày hôm kia, 6 trận động đất mạnh 6,1 độ Richter ở Lô Sơn đã khiến một trạm biến áp 110 kV, 11 trạm biến áp 35 kV và một đường dây 110 kV, 4 đường dây 35 kV và 43 đường dây 10 kV ngừng hoạt động. Gần 50.000 hộ dân đang bị mất điện sau khi trận động đất xảy ra. Tất cả các chuyến tàu tại ga xe lửa Đông Thành Đô đã tạm ngừng hoạt động. Cảnh báo thảm họa địa chất cũng trong thời điểm này, Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc dự báo trong 3 ngày tới, huyện Lô Sơn sẽ có mưa nhiều và gió giật mạnh. Trước tác động của các trận mưa và động đất, địa phương cần chú ý đến thảm họa địa chất như sạt lở núi, sụt lún. Các bạn thân mến, trong sáng nay, hàng ngàn người dân Trung Quốc đã căng sức dọn một khối lượng khổng lồ bùn đất và rác thải khi dư chấn động đất kết đôi với mưa bão lũ lụt hoành hành ở các tỉnh miền Nam Trung Quốc, khiến cho nhiều khu vực chìm trong nước lũ. Mưa dài ngày đã gây lũ lụt trải dài trên 2.600 km từ Liêu Ninh tới Sơn Đông, Sơn Tây, gây ảnh hưởng tới nhiều cộng đồng dân cư và làm gián đoạn hoạt động giao thông trong vùng. Nhưng điều kinh hoàng nhất vẫn chưa kết thúc ở đó, khi hàng loạt dư chấn của trận động đất vào 2 ngày trước ở tỉnh Hồ Bắc khiến cho thành phố Kình Mâu, Thập Yển, Sao Thị với gần 500.000 người dân đã ngập trong đống đổ nát do các tòa nhà bị sập. Ngoài ra, do mưa lớn trút xuống ầm ầm trong vài ngày gần đây khiến vùng đất loang lổ khắp nơi đã làm cản trở công tác tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp do trận động đất xảy ra cách đây 2 ngày, khiến ít nhất 61 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị mất nhà cửa. Các lực lượng cứu hộ cho biết mưa lớn đã khiến các tòa nhà bị hư hại do động đất có nguy cơ đổ sập, chưa kể ảnh hưởng của các dư chấn động đất. Việc sử dụng thiết bị hạng nặng để gạt bỏ đất đá cũng có thể gây nguy hiểm cho các nạn nhân bị vùi lấp bên dưới. Máy xúc và cần cầu đã được triển khai phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn tại vùng này. Hiện chưa rõ còn bao nhiêu nạn nhân bị chôn vùi dưới các đống đổ nát. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, trận động đất xảy ra trong 2 ngày vừa qua kéo theo 32 dư chấn, phá hủy hàng trăm nhà dân cùng nhiều cao ốc, văn phòng, khách sạn, bệnh viện, trung tâm mua sắm tại thành phố Meiyu và khu vực lân cận cũng đã khiến 24 người thiệt mạng, hơn 855 người bị thương, trong đó có hơn 253 người bị thương nặng và có khoảng 25.000 người phải sơ tán. Bên cạnh đó, thì mưa lớn đã khiến nước sông dâng cao và chảy xiết, gây ra lở bùn, phá hủy nhà cửa, đường xá. Gần 100.000 người đã phải sơ tán khi nước lũ đạt đỉnh tại thành phố Ly Thạch, Sơn Tây, Trung Quốc. Tại đây, khoảng 9.000 hành khách đang bị mắc kẹt tại sân bay khi khoảng 85 chuyến bay bị hoãn và 15 chuyến khác bị hủy bỏ. Theo sân bay quốc tế Swans News, đến 14 giờ 30 phút theo giờ địa phương, tức 13 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam, tổng cộng có 13 chuyến bay phải hạ cánh tại các sân bay thay thế ở Trùng Khánh, Quý Dương, Côn Minh, Tây An, Biệt Dương, Nam Sung và Nghi Tân.
Trong khi đó, hơn 1,8 triệu người cũng bị ảnh hưởng do lũ lụt ở tỉnh Cam Túc, đã khiến 14 người thiệt mạng, 4 người mất tích và 31.500 người phải sơ tán. Mưa lớn cũng gây lở đất tại huyện Chư Song, cho đến nay chưa có báo cáo về thương vong liên quan đến lở đất. Theo giới chức địa phương, nước lũ tại hai con sông Gia Lăng và Dương Tử đã vượt mức cảnh báo ở mức lần lượt là 5,92 m và 3,78 m. Mưa lớn ở vùng thượng nguồn các con sông Gia Lăng, Dương Tử, Giang Phố đã gây ra trận lũ lụt tồi tệ nhất trong vòng 6 năm qua. Bộ Kiểm soát Khẩn cấp đã cung cấp các đồ cứu trợ đến những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng do lũ ở Tứ Xuyên và Cam Túc từ sáng nay, bao gồm 8.000 lều, 8.000 giường gấp và 50.000 áo khoác cùng chăn bông. Bộ này cùng các đội cứu hộ đến khu vực lũ và thành phố Đức Dương, Tứ Xuyên và Định Tây, Cam Túc để phối hợp với các nỗ lực giải cứu người dân gặp nạn. Mưa lớn cũng gây thiệt hại mùa màng và thủy sản cũng như các nhà kính trồng rau và trại gia súc tại tỉnh Tứ Xuyên.